Hào khí Thăng Long xin được phép bắt đầu. Tiếp theo, trại Hà Giang. Ngưỡng bãi bạch trên chư tôn hòa thượng, thượng tọa đại đức tăng ni, báo bạch trên chư tôn. Hôm nay trong hào khí nghiêm trang, thắm tình đạo vị, hội trại Hào khí Thăng Long, con Phật tử Diệu Minh đại diện cho nhóm thanh thiếu niên Phật tử Diệu Pháp Hương Sen Hà Giang xin được giới thiệu về quê hương Hà Giang. Đang tiến vào lễ đài là đoàn Phật tử của tỉnh Hà Giang. Hà Giang là một tỉnh thuộc vùng núi phía Bắc Việt Nam, phía Đông giáp tỉnh Cao Bằng, phía Tây giáp tỉnh Yên Bái, phía Nam giáp tỉnh Tuyên Quang, phía Bắc giáp tỉnh Vân Nam và tỉnh Quảng Tây của Trung Quốc. Hà Giang là nơi có nhiều sản phẩm văn hóa đặc sắc từ truyền thống lâu đời của hơn 20 dân tộc anh em, một địa danh du lịch đáng nhớ bởi cảnh quan thiên nhiên và con người nơi đây. Đặc biệt hơn, Hà Giang còn có chùa Sùng Khánh, chùa Bình Lâm, chùa Nậm Dầu là những ngôi chùa di tích khảo cổ văn hóa có lịch sử hàng ngàn năm. Điều đó chứng tỏ tổ tiên rất quan tâm đến Phật giáo. Hà Giang, điểm đến mang sắc thái của miền sơn cước núi rừng trùng điệp như một bức tranh sơn thủy hữu tình, là tỉnh có nhiều ngọn núi đá cao, sông suối với địa hình đa dạng phong phú, trong đó còn có những dải hoa tam giác mạch trải dài trên 4 huyện vùng cao Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn và Mèo Vạc. Hà Giang chứa đựng những dấu ấn tiêu biểu về lịch sử phát triển của vỏ trái đất, những hiện tượng tự nhiên, cảnh quan đặc sắc về thẩm mỹ, tính đa dạng sinh học với truyền thống lâu đời của cộng đồng cư dân bản địa như dân tộc Hơ Mông, Lô Lô, Pu Péo, Giao. Cao nguyên đá cũng là nơi có nhiều di tích răng lang thắng cảnh quốc gia đã được công nhận như di tích kiến trúc nhà Vương, cột cờ Lũng Cú, phố cổ Đồng Văn, đèo Mã Pì Lèng, núi đôi Quản Bạ, ruộng bậc thang Hoàng Su Phì và đặc biệt là cao nguyên đá Đồng Văn đã được tổ chức UNESCO công nhận là công viên địa chất toàn cầu vào năm 2010. Hà Giang có những sản phẩm văn hóa đặc sắc được kết tinh từ truyền thống độc đáo lâu đời của người miền núi, đó chính là tinh thần dân tộc, yêu quê hương đất nước là những cột mốc sống bám trụ bảo vệ bờ cõi biên cương địa đầu của Tổ quốc Việt Nam. Ai về thăm quê hương tôi nơi biên cương là đây, có rừng cây thiên nhiên xanh biếc một màu. Đây Hà Giang quê chúng tôi. Gỗ vùng cao về xuôi xây đồi mới, thắm tình giữa miền xuôi với miền ngược. Có ai về khơi thêm nguồn hàng, mời lên thăm đây Hà Giang. Ôi đẹp sao đây vùng cao quê tôi đang đổi mới. Xin được trân trọng cảm ơn trại Hà Giang. Này bạn thân ơi, ta cùng về đây tu tâm, tâm khai chi sáng tiêu tan những cơn mê lầm. Bạn từ đô thành con tôi ở phương trời xa, ta hát vang khúc ca đạo vàng, ta kết duyên trở nên bạn hiền. Hôm nay ta về đây cầm tay nghe tình tràn đầy, hôm nay ta về đây phút giây vui sum vầy. Mình là Phật ngày mai học tu cho thật hăng hái, ta vượt qua trong gai say đắm.